Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nên thời tiết ngày hôm nay tại các tỉnh Bắc Bộ vẫn chủ yếu là nhiều mây và có mưa rào rải rác trong khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối. Mưa với lượng khá chủ yếu tập trung tại các tỉnh vùng núi, vì vậy nhiệt độ ít có sự biến động, phổ biến trong khoảng là 31 đến 34 độ. Trong hai ngày tới, thời tiết chưa có sự biến đổi nhiều. Tuy nhiên, từ đêm ngày 15 tháng 8, do kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nên khu vực Bắc Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông. Mưa tập trung chính tại mỏm phía Đông Bắc Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh ven biển như là Quảng Ninh và Hải Phòng. Đến với các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong ngày hôm nay thời tiết chỉ có mưa dông cục bộ vào chiều tối, ban ngày thì trời phổ biến có nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng là 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Tiết trời có phần oi bức, nhất là vào giữa trưa. Theo nhận định xa hơn thì phải từ đêm ngày 15 tháng 8, khi hoàn lưu áp thấp nhiệt đới dịch chuyển vào không chỉ gây ảnh hưởng và gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ mà còn ảnh hưởng tới các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh xuất hiện mưa trở lại, có nơi mưa to đến rất to. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác với hiện tượng sạt lở đất đá khu vực vùng núi và đồng thời cảnh giác với hiện tượng ngập úng nơi trũng thấp. Các tỉnh thành còn lại của miền Trung, thời tiết sẽ ổn định trong ngày hôm nay với mây thay đổi trong ngày. Mưa rào cục bộ chỉ xảy ra tại Bình Thuận. Còn lại thì các tỉnh thành khác phổ biến không mưa, ngày nắng, cùng nền nhiệt độ duy trì ở mức cao. Trưa chiều nay tăng lên khoảng 33 đến 35 độ. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay, khu vực vẫn chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên mưa dông vẫn xảy ra nhiều nơi tại khu vực này. Có nơi vẫn xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên, bao gồm có Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và các tỉnh thành thuộc miền Đông Nam Bộ, gồm Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, gió giật mạnh. Mưa dông xảy ra với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng ở những tuyến đường trũng thấp, gây tác động không nhỏ tới đời sống thường nhật của người dân. Còn về nền nhiệt thì nhìn chung ít có sự biến đổi, nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh Tây Nguyên phổ biến ở mức là 28 đến 31 độ và tại Nam Bộ thì phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết tại các đô thị lớn được dự báo như sau. Thời tiết ở thủ đô Hà Nội vào ban ngày vẫn có những khoảng nắng nhẹ đan xen. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng là 33-34 độ. Về chiều, khả năng xuất hiện những đám mây dông gây mưa cục bộ. Đến với thành phố Hải Phòng, thời tiết trong ngày hôm nay sẽ duy trì trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây. Dẫu vậy thì mưa cũng chỉ xuất hiện bất chợt trong ngày nên không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động thường nhật của người dân. Dự báo nhiệt độ ngày hôm nay trên thành phố không thay đổi nhiều, phổ biến vẫn là khoảng 32 đến 33 độ vào lúc trưa chiều và khoảng 25 đến 27 độ về đêm và sáng. Độ ẩm trong ngày dao động trong khoảng từ 75 đến 90%. Tại thành phố Đà Nẵng, thời tiết phổ biến trạng thái có mây thay đổi, trời ít mưa cùng nhiệt độ trưa chiều ở khoảng là 33 đến 35 độ. Tối muộn đến đêm giảm xuống còn từ 27 cho đến 30 độ, cùng độ ẩm trong không khí trung bình từ 63 đến 88%. Do trời có nắng và nóng hơn trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều, nên nếu có tham gia các hoạt động ngoài trời thì quý vị vẫn nên mang theo các vật dụng che nắng để bảo vệ tốt cho sức khỏe. Tại thành phố Nha Trang, trong ngày trời có mây thay đổi và hầu như không mưa. Mức nhiệt ở khoảng là 27 cho đến 29 độ vào tầm sáng và tăng lên là từ 33 đến 34 độ vào lúc trưa chiều. Mặc dù có nắng vào ban ngày nhưng chỉ sau 16 đến 17 giờ thì mây sẽ nhiều trở lại và bầu không khí trong thành phố sẽ trở nên dễ chịu hơn nhờ luồng gió mát từ biển thổi vào. Đến với thành phố Buôn Ma Thuột thuộc vùng cao Tây Nguyên, dự báo cho ngày hôm nay thì mưa vẫn sẽ duy trì cả về diện và lượng. Lưu ý nơi có mưa xuất hiện có lượng khá, vì vậy sẽ ảnh hưởng đôi chút tới các hoạt động lưu thông cũng như là hoạt động ngoài trời của người dân. Dự báo mức nhiệt vào thời điểm ban sớm ở khoảng là 23 cho đến 24 độ, sau tăng lên từ 29 đến 30 độ vào khoảng 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Điểm dừng chân cuối cùng cho ngày hôm nay là thành phố Hồ Chí Minh. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh nên mưa rào và dông với lượng khá vẫn còn xuất hiện tại thành phố và mưa sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động lưu thông vào giờ tan tầm của người dân. Vì vậy, quý vị nên tránh những cung đường trũng thấp. Dự báo trong 2 ngày tới, khi gió Tây Nam hoạt động với cường độ giảm dần thì mưa mới có xu hướng giảm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại thành phố dự báo dao động trong khoảng 31 cho đến 33 độ, trời khá mát mẻ và dễ chịu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của kênh VTC14 ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!